Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là giảm tốc Hitachi, công suất 0.75 kW, 1 HP một ngựa. Sử dụng điện áp 3 pha 380V, dòng điện ampe định mức là 1.9 ampe, tốc độ của motor là khoảng 1420 vòng trên phút. Chế độ làm việc liên tục S1, cấp chịu nhiệt của dây đồng là cấp F. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi là IP55. Động cơ Hitachi lắp với đầu giảm tốc GHM kiểu chân đế. Đây là phần trục ra. Còn đây là motor Hitachi lắp với đầu giảm tốc GVM kiểu mặt bích. Đây là mặt bích, đây là phần trục ra. Ngoài ra thì motor Hitachi còn lắp được với nhiều đầu hộp số giảm tốc khác nhau, như giảm tốc NMRV, giảm tốc WP, hay giảm tốc R tải nặng. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.